Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV các bạn nhé. 7 chỗ ngồi của Toyota các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Rush. Tiếng Việt là mọi người hay đọc là Rush đấy ạ. Đấy, như chiếc xe này đọc tiếng Anh là Toyota Rush các bạn nhé. RUSH đấy ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2021. Đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn, chiếc xe này là màu trắng các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản S này. Toyota Rush. Và là phiên bản S các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi. Chưa có đâm đụng, chưa có ngập nước gì cả các bạn ạ. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe lắp lên rất là nhiều option rồi. Từ camera 360. Đấy, camera 360 màn hình Android các bạn nhé. Đây, camera 360 này. Cảm biến lùi này. Đấy, đây là camera 360 đây các bạn này. Khóa thông minh vẫn còn nguyên đầy đủ hai chìa luôn các bạn nhé. Đấy, camera 360 này đầy đủ hết luôn này. Option rất là nhiều luôn các bạn này. Đấy, nguyên bản của chiếc xe này thì là đã được rất là nhiều option rồi, mà chủ xe lại còn lắp thêm nữa. Khóa thông minh, đề nổ, start top các bạn nhé. Nhập khẩu trực tiếp từ Indo, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài đều rất đẹp, rất là mới đấy ạ. Đấy, rất đẹp này. Phần sườn bên phụ này rất là đẹp luôn các bạn nhé. La răng đúc, mặt phay, lốp cũng còn rất là dày luôn. Đấy, động cơ là động cơ đua VVTi 1.5 lít các bạn nhé. Động cơ đua VVTi 1.5 lít và rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn này. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc xe Rush 2021 này ạ. Với động cơ 1.5 lít nhưng chỉ sử dụng hết 7,3 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì cũng chỉ có 9,13 lít thôi. Còn ngoài đô thị chỉ hơn 6 lít các bạn nhé. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là ở cái dòng này 7 chỗ ngồi từ khi ra những cái phân khúc 1.5 này nó tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là cái doanh số bán hàng của Toyota những chiếc xe này rất là tốt. Nó cùng phân khúc với những chiếc xe Xpander đấy ạ. Đấy, như chiếc xe này được thương hiệu của Toyota cho nên là dễ bán hơn các bạn ạ. Đấy, chứ dòng Innova thì với động cơ là 2 chấm cho nên là đi rất là tốn xăng và giá thành thì lại cao. Nhiều anh em mà đầu tư để chạy dịch vụ thì không hiệu quả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Cụm đèn hậu rất là mới luôn này. Đấy, cụm đèn hậu đây. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Cảm biến lùi. Đấy, lốp sơ cua còn rất là mới này. Gầm rất đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị gì riết gì đâu. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Đấy. Nhìn về đằng trước thì cái cụm đèn pha đây các bạn này. Đèn LED ban ngày này. Đây là bậc có đèn LED ban ngày đấy nhá. Giải đèn LED ban ngày này. Đèn pha rất là đẹp. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy. Mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là với thiết kế này của Toyota rất là khỏe khoắn này. 7 chỗ ngồi mà lại tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong. Đấy, keo chỉ là còn nguyên này. Tappy cánh cửa này rất là đẹp luôn này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Bọc da rồi này. Tích hợp các phím điều khiển này. Đồng hồ công tơ mét đây. Lăn bánh hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Màn hình Android, camera 360. Đấy, nguyên bản cả hai chìa khóa luôn này. Đấy, nội thất ghế da rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất tại Indo này. Sản xuất năm 2021 luôn. Đấy, trải sàn da rồi này. Rất là mới luôn. Tappy cánh cửa này. Nội thất hàng ghế sau này.
đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Trải sàn da đầy đủ hết rồi. Đấy, toàn bộ này, ốc còn nguyên hết luôn này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Hàng ghế sau này đều rất là đẹp luôn. Tắp bi cánh cửa phía sau này. Rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc RUT 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích động cơ đua VVTi này, với dung tích 1.5 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái ốc còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả đây các bạn này. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn. Đấy, chưa có vết, chưa có dấu vết gì cả các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này. Đấy, sản xuất tại Indo. Động cơ thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Rất là mới luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã xem tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota RUT 2021 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota RUT 2021 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Đây, hoặc là qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota RUT này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.